bắt đầu với Silla, ta sẽ chém đầu Gogon và thống nhất ba nước. Người phù hợp cho việc này chỉ có tỷ phu Tứ Quân On. Mời hãy đến chỗ huynh ấy và thuyết phục đi. Dù chẳng có trốn ở ngọn núi nào đi nữa thì ta vẫn sẽ tìm ra chàng. Nàng sẽ không tìm được đâu, vì ta nhất định sẽ không để ai tìm ra mình. Một sứ thần từ Silla đã tới, và người đó là sứ thần từ Silla sao? Ngươi không phải là kẻ phản tặc Gogon sao? Ngươi tới đất Goguryeo để tìm cái chết sao? Thần tới vì muốn gặp người. Thần nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn nếu gặp người lần cuối, thay vì sống vô nghĩa ở đất Silla. Người sẽ không được toại theo ý nguyện đâu, vì hoàng thượng sẽ cho sứ thần về nước. Thần muốn hỏi người thêm chuyện cuối. Đêm đó, có phải thanh kiếm của người không? Thanh kiếm đã đâm phụ thân thần lần cuối. Phim được chiếu tiếp liên tại tv2.org. Đúng thế. Giống như khi cha ngươi đã bắn mũi tên về phía mẫu hậu. Mọi chuyện nên kết thúc tại đêm đó thôi. Oán giận và ác duyên nên kết thúc với chúng ta. Công chúa, ác duyên đó đã có thể kết thúc từ lâu. Nếu hai gia đình thành lập thông qua quốc hôn, công chúa và thần có thể thay đổi đất nước này. Không đời nào. Nó sẽ chỉ có thể trở thành thế giới riêng của tộc Gyeru và Gochuga luôn mơ ước thôi. Người quay về Silla đi, và hãy quên tất cả mọi thứ ở đây. Ngươi có một nữ nhân chỉ yêu ngươi mà. Thần tới đây để chết. Thần muốn chết để kết thúc ác duyên của chúng ta. Ngài dừng lại đi. Ra ngoài. Tiểu nữ không ra được. Vì sao? Vì tiểu nữ theo ngài tới đây để cứu mạng ngài. Hãy trở về đó an toàn, sư phụ Go. Ta sẽ không tiễn người đâu. Ngài muốn gặp ta vào lúc muộn thế này. Có chuyện gì vậy? Với tư cách là thủ lĩnh của hội đồng đăng tổng, thần tới đây để nói với người rằng không thể để Gogon sống. Cung tiễn này rốt cuộc là sao? Khi thần tới tịch thu tài sản của tộc Gyeru, thần đã tình cờ tìm ra nó. Thuộc hạ của Gogon Pio đã nói với thần câu chuyện đằng sau nó. Đây là cung tiễn đã được dùng để giết hại tiên hậu Yon, mẫu hậu của người. Chính là cung tiễn đó. Gogon Pio có vẻ như hắn đã bảo quản nó như thể chiến lợi phẩm. Vậy mà người vẫn định để con trai hắn sống ra. Ôi trời, công chúa, đại nhân trinh tổng quan nô đã đi gặp hoàng thượng. Để làm gì vào lúc muộn thế này? Thần không biết chuyện đó, nhưng hoàng thượng vừa gọi vệ quân tới. Sư phụ Go, ngươi phải tránh đi. Tại sao? Hoàng thượng đã quyết định giết thần rồi sao? Đúng thế. Vì vậy ngươi hãy tránh đi. Nếu thần đóng vai mồi lửa
thì Goguryeo hẳn sẽ lụi tàn trong biển lửa. Thần đã lường trước việc đó rồi. Người hãy tự mình đưa quân tới đánh đi. Đừng có chết một cách vô nghĩa như vậy. Nếu ngươi muốn trả thù cho cha mình thì hãy làm cho đúng. Nếu ngươi quay trở lại như một tướng quân, ta sẽ làm đối thủ với ngươi. Bọn ta đang trên đường tới phòng sách vì cần tìm kiếm chút tài liệu ngoại giao. Sứ thần không thể đi được ạ. Các người đang cản đường ta vì không biết ta là ai sao? Nếu người không tin ta thì có thể đi theo. Đi theo ta. Sứ thần đã biến mất rồi. Lục soát kỹ đi. Tìm chúng đi. Chuyện này có thể khiến công chúa gặp nguy hiểm. Giờ ngài có muốn quay lại không? Không. Công chúa đã làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Ta cần phải chuẩn bị báo đáp ân huệ đó. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Hay đó là cuộc trò chuyện ngọt ngào mà ngài luôn mong ước? Con đường chính sẽ bị lục soát. Đi bằng ngựa sẽ vô dụng thôi. Chúng ta cần phải đi bộ tới tận biên giới. Nàng có thể đi được không? Kể cả quay lại Shinla thì chúng ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ mang uy quyền sẵn có sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước. Gugon đâu rồi? Ta hỏi tỷ rằng hắn đang ở đâu. Ta đã giúp hắn trốn thoát rồi. Sao cơ? Giờ hắn đã rời khỏi cung và trốn đi rồi. Mà chóng cử quân lính bắt hắn lại và bắt giữ cả công chúa. Bệ hạ, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Bắt giữ công chúa lại và nhốt vào ngục cho ta. Vâng, thả ta ra. Ta sẽ tự mình đi. Bệ hạ, bệ hạ, người bình tĩnh đi ạ. Im mồm đi. Người phải kìm nén lại. Lũ ngốc, các người có biết mình đã trói ai lại không hả? Chúng thần vừa nhận lệnh bắt tất cả mọi người thuộc tộc Suno. Sao cơ? Đúng là vớ vẩn. Lo thả họ ra nhanh lên. Đại nhân Yon, đây là một chuyện vớ vẩn. Phản nghịch là sao? Bộ tộc ta đã từng trải qua việc này rồi. Bọn ta sẽ không để điều này lặp lại nữa đâu. Vậy ngài hãy lui binh về đi. Nhưng công chúa và đại nhân sao? Nếu chúng ta gây chuyện ở đây, chỉ càng làm công chúa gặp nguy hiểm thêm thôi. Đã bắt được Gugon chưa? Chúng thần đã mất dấu của hắn. Tức là không bắt được ư? Thật làm ta mất hết khẩu vị ăn uống. Bệ hạ, bệ hạ thực sự tin công chúa âm mưu làm phản sao?
Vì thế bệ hạ mới ra lệnh bắt tộc Suno. Người đã phụng sự từ đời phụ hoàng thì phải biết chứ. Hoàng tỷ chưa bao giờ che giấu dã tâm trở thành vua. Không phải như vậy đâu. Công chúa chỉ vì hoàng thất thôi. Ta không quan tâm hoàng tỷ nghĩ gì. Tỷ ấy có làm phản hay không do ta quyết định. Hoàng tỷ đã giúp Gugon bỏ trốn. Mọi chuyện đã rõ. Tiên hoàng cũng đã phạm lỗi tương tự. Bỏ đi niềm tin và đắm mình trong nghi ngờ. Xin bệ hạ nhất định đừng rơi vào bi kịch như vậy. Việc đó còn tùy vào quyết định của công chúa. Vào đi, nhanh lên. Sao đại nhân, đi nhanh lên. Dừng lại. Thần xin lỗi. Thần đã không đánh giá được tình hình và khiến công chúa gặp rắc rối. Tại sao cả đại nhân cũng vào đây? Sa tướng quân, Chin à. Công chúa, kể từ ngày đầu công chúa đến quỷ cốc, chúng ta đã trở thành người của công chúa. Người nhất định đừng sợ hãi và không được chùn bước. Đi đi, nhanh lên. Họ nói quyền chiếm ưu thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo, Gachina. Công chúa, không được đâu. Ta phải gặp bệ hạ. Mau đi truyền lời đi. Nhanh lên. Xin bệ hạ hãy thả tộc trưởng và binh lính của tộc Suno. Nếu ta làm thế, họ sẽ đứng về phía hoàng tỷ và chĩa kiếm về phía ta. Sẽ không có chuyện đó đâu. Vậy thì hãy chứng minh sự trung thành của tỷ đi. Quân Sinh La đã chiếm thành núi Adan từ khi phụ hoàng còn tại vị. Ta muốn lấy lại cứ điểm đó. Hoàng tỷ hãy gọi tướng quân On đi chiếm lại thành đi. Ta đã nói với bệ hạ rồi. Tướng quân On sẽ không chiến đấu nữa đâu. Vậy thì sao tỷ lại đi gặp huynh ấy? Tỷ đã đến chỗ trốn của huynh ấy còn gì? Hai người đã nói chuyện gì? Sao bệ hạ biết được chuyện đó? Tỷ đã bảo huynh ấy làm phản cùng mình sao? Giúp tỷ lật đổ vị vua nhỏ tuổi và yếu kém để hoàng tỷ có thể lên làm vua sao? Nguồn à, nếu tỷ cảm thấy oan ức thì hãy cho ta thấy lòng trung thành của tỷ đi. Thà rằng bệ hạ giết ta đi, hãy lấy mạng sống của ta làm bằng chứng cho lòng trung thành của ta. Ta hiểu rồi. Ta đã nói gì hả? Nó sẽ không nghe đâu. Con mệt rồi, mẫu hậu hãy về đi. Con định làm gì với tướng quân On? Hiện giờ tuy hắn sống ẩn giật, nhưng nếu công chúa có mệnh hệ gì thì hắn sẽ đến tìm bệ hạ đầu tiên đấy. Cẩn thận.
Sa đại nhân, ngài có sao không? Ta không sao. May là chuyện chỉ kết thúc ở đây. Ông trời đã giúp chúng ta. Không phải vậy đâu. Chin à, ý cô là gì? Sa đại nhân, không phải ngài được thả vì hiểu lầm được hóa giải sao? Công chúa đã nhận hết lỗi rồi. Lại một mình nhận tội dù không hề có. Chin, dừng lại đi, trật tự đi. Công chúa đã nhận tội, mình không hề mắc. Cái gì? Để tránh đối đầu với bệ hạ, công chúa đã bảo tự mình sẽ nhận hết tội. Vậy thì công chúa sẽ như thế nào đây? Sa đại nhân, bệ hạ ra lệnh chém đầu công chúa. Họ xúc phạm tên của chúng ta, đề nghị liên minh của chúng ta bị từ chối và sứ thần bị bắt giam. Chưa hết, để cứu lấy mình, họ đã chạy trốn trong ô nhục. Đây là tội ác nghiêm trọng và phải trả giá bằng mạng sống. Có gì sai không? Ngài suy nghĩ cho danh tiếng của Silla nhiều thật đấy, đại nhân Kim. Thế nhưng hành động và lời nói lại khác nhau. Những lời ngài vừa nói nghe chẳng thật chút nào cả. Cái gì? Hành động và lời nói khác nhau sao? Vâng. Đại nhân Kim đã phái người phụ nữ này làm gián điệp và đã đến Goguryeo rất nhiều lần. Mỗi lần đến mang theo rất nhiều trang sức vàng bạc và thậm chí là phụ nữ Goguryeo để một mình sử dụng. Người lấy cớ phụng sự cho đất nước Silla, thế mà lại làm đầy túi mình sao? Không phải như vậy. Ông ta nói tài sản là dành cho bệ hạ và vì lợi ích của Silla, bảo tiểu nữ không được quan tâm đến lời đại. Một lần làm trộm thì cũng sẽ có lần hai lần ba. Thần đã đi hỏi han khắp nơi. Thần chắc chắn mỗi khi hắn đến Bách Chê cũng đã tư lợi cho bản thân. Cả Bách Chê sao? Ta đã thu nhận những kẻ Goguryeo lang thang các ngươi, thế mà giờ lại dám đâm sau lưng ta sao? So với đất nước, ông ta đã đặt cá nhân mình lên trước. Bệ hạ không nên giữ bên mình. Bệ hạ đừng tin lời chúng. Đây là một cái bẫy, cần bị đổ tội oan. Chúng ta tìm hiểu là biết thôi. Kéo ra ngoài. Vâng, không thể được. Bệ hạ, thần vô tội. Thần vô tội. Tất cả lui hết đi. Kim Cha Sương sẽ phải trả giá vì tội mà mình gây ra. Người sẽ làm thế nào khi không làm tròn nhiệm vụ sứ giả của mình đây? Hãy cho thần 10.000 quân của người đi. Thần sẽ tấn công Goguryeo và mở rộng lãnh thổ Silla. Sao ta có thể tin tưởng mà giao cho ngươi 10.000 quân của ta? Thần thấy rằng Goguryeo không còn vị tướng nào có thể bảo vệ vùng đất của họ. Họ chỉ còn những con rối, ốm yếu, bệnh tật. Ta nghe nói công chúa Pyeonggang đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Baekje. Vua Yeongyang vì ghen tị với tỷ tỷ của mình mà đã nhốt nàng ta lại. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Nếu bệ hạ giao cho thần 10.000 quân, thần sẽ thu phục Goguryeo vào tay Silla. Nếu là 30.000 quân thì sao? Này cả,
để chiếm được điện Pyongyang. Ta nghĩ ngươi cần ít nhất 30.000 quân. Tướng quân không được đi. Nếu ngài đi, ngài sẽ không còn sống mà quay về đâu. Vậy trong đám tang của ta, hãy thắp nhiều hương vào nhé. Tướng quân, ta không cần bất cứ dấu hiệu nào để chỉ ra con đường ta nên đi. Ta đã quyết là sẽ theo rồi. Ta không cần biết hậu quả là gì. Dù tướng quân có thắng thì ngài cũng không giành lại được công chúa đâu ạ. Công chúa sẽ sớm bị xử tử. Ta biết. Đó là lý do ta phải chiến đấu. Đó là cách duy nhất mà ta có thể. Mẫu thân à, con không biết thế này có đủ để xây lều không nữa. Khốn kiếp. Chủ không có nhà là đến ăn trộm. Ondan đâu? Ondan là tên con chó cỏ trong sân nhà ngươi à? Đây là nhà ta. Nhà ngươi. Nói thật đi. Mấy tên trộm quèn lại dám sai bảo ta. Bắt lấy hắn. Nhà sư. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Người đang làm gì vậy? Ta đang đào mộ. Đào mộ cho ai? Đương nhiên là cho sư phụ mà.
Người chết rồi mà. Người chưa chết sao? Đây sẽ là mộ của ngươi, không phải của ta. Đau. Người thực sự còn sống ư? Người không phải là ma đúng không? Ta không phải là ma, nhưng ta lại chỉ thấy mình giống như một con heo. Rõ ràng mạch của người không đập và không hề có hơi thở. Khi ngươi được tập luyện nhiều như ta, thì ngươi có thể trải qua cả một đêm giả chết, mặc dù chưa chết đấy. Có thật không ạ? Các ngươi cần gì phải nghiêm túc đến vậy? Trong khi ngươi là người rời đi trước, học được tất cả những gì ta phải dạy. Ta biết những sát thủ đó, khi chúng đã hoàn tất nhiệm vụ của mình, nên ta phải giả chết một lúc. Những tên sát thủ đó được vua phái tới thật sao? Để giết ta ư? Chắc chắn. Giờ thì chúng biết ngươi không sống trong căn nhà đó, và chúng tin rằng chúng đã giết chủ nhà, nên chúng sẽ không quay lại nữa đâu. Nếu ngày ấy gửi sát thủ truy sát ta, vậy nghĩa là Gajin cũng đang gặp nguy hiểm. Đã có chuyện gì vậy? Sư phụ biết đúng không? Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã về ở ẩn xa lánh thế trần rồi cơ mà. Sư phụ nói cho ta biết đi. Hoàng thượng đã giam công chúa vào nhà lao. Sao cơ? Ngài ấy nghi ngờ rằng công chúa có ý định tạo phản. Thật vô lý. Sao Gajin lại làm việc đó? Dù là giữa cha mẹ và con cái, quyền lực cũng không thể bị chia sẻ. Hơn nữa, có một tỷ tỷ văn võ song toàn, bắt đầu nhận được sự kính trọng của người dân. Nhà vua phải lo lắng là đúng rồi. Vậy Gajin sẽ ra sao? Nếu công chúa không thể chứng minh mình vô tội, thì người sẽ bị xử tử. Thật vô lý. Sao cô ấy phải chứng minh mình vô tội vì một việc mình không làm chứ? Tỷ tỷ, đừng chọn con đường chết khi đường sống đang rộng mở. Tướng quân On là lưỡi kiếm của tỷ. Ngay khi chúng ta lấy lại thành Adan, thì cả tỷ và tỷ phu đều sẽ được sống. Đường sống của ta là nguyện chết vì người đó. Sao tỷ lại phải ngang bướng như vậy? Nếu tiếp tục được tướng quân ông thì tỷ có thể thoát chết mà. Won à, chàng ấy đã trở thành lưỡi kiếm của ta và phải tắm trong bể máu để thỏa mãn tham vọng của ta. Chàng ấy còn làm mình bị thương. Cuối cùng chàng ấy cũng được quay lại cuộc sống mà chàng ấy hằng khao khát. Vì vậy ta thấy rất xấu hổ và vô cùng biết ơn. Có thật đây là lời trăng trối của tỷ không? Mạng của ta không phải do đệ kiểm soát. Ta đã quyết định sẽ dâng hiến nó cho chàng ấy. Đồ ăn rất ngon. Sư phụ, người nói là thành Adan đúng không? Nhà vua muốn có nó sao? Đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng Gajin, nếu ngươi không thể buông bỏ được thì hãy đến chùa với ta. Ta không có ý định làm sư.
Mộ của mẹ ta đang ở đó. Tất cả chỉ là đau khổ và dây dứt thôi. Ngươi còn chưa quên đi mẹ mình thì nói gì đến công chúa? Ta biết làm sao với tên ngốc này đây. Sư phụ, ta có một thỉnh cầu. Người muốn ta tìm hiểu xem công chúa đang gặp chuyện gì đúng không? Ta không làm việc đó, quá phiền phức. Không phải ạ. Đây là một thỉnh cầu khác. Mẫu thân, con định đi à? Con đã quyết định đi rồi sao? Vâng. Cho dù tập hợp tất cả những tên ngốc nhất thiên hạ, cũng không ai ngốc bằng con đâu đấy. Chính người đã nuôi nấng tên ngốc đó đấy. Gajin이한테 갔다 오면 đợi con đi tìm Gajin và giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ gặp nhau. Hôm nay là lần cuối rồi. Công tử, một nữ mẫu vô dụng như ta lại có thể trở thành mẫu thân của người. Đã vậy, còn có vinh dự được cùng người trải qua một quãng thời gian dài. Giờ người hãy quay về bên công chúa và cùng công chúa sống cuộc đời thật hạnh phúc dài lâu nhé. Vậy ta đi đây. Công tử, ai là công tử chứ? Con sẽ mãi là con trai của người, và người cũng sẽ mãi là mẫu thân của con. Dana, Dana, cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con. Mẫu thân, Dana, hẹn gặp lại ở kiếp sau nhé. Ta
đó. Dừng lại. Tỷ phu, người tới rồi ư? Công chúa, tiểu nhân hân hạnh được tham kiến người. Để báo đáp ân huệ của bệ hạ, hạ thần An Đan xin thề sẽ lấy thành A Đan. Đại nhân. Đại nhân, đã hành hình chưa? Việc hành hình đã bị dừng rồi ạ. Ý ngươi là sao? Tướng quân An Đan đã quay trở về. Đan đã trở về ư? Vậy công chúa thì sao? Công chúa sao rồi? Người bị nhốt lại vào ngục rồi ạ. Chúng ta vào cung xem thế nào. Đương nhiên rồi, phải vào chứ. Đi thôi. May quá. Gachin à, vì vậy xin hãy giao 5.000 quân cho mặt tướng. 5.000 quân sao? Với số quân lính đó người có thể lấy lại thành A Đan sao? Vâng, thưa bệ hạ. Ngoài ra thần sẽ lấy lại cả Geripion và vùng đất phía tây Trungryong. Người đừng có hứa suông đâu đấy. Chẳng có thể biết đại khái lý do tướng quân On đột nhiên trở về. Chẳng phải là vì cho dù thế nào huynh cũng phải cứu công chúa sao? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Một người muốn bảo vệ thê tử của mình sao có thể hứa suông được chứ? Hứa một điều không thể thực hiện chỉ để lấy lòng bệ hạ là điều không thể chấp nhận được đâu. Quân lính vẫn đang kiệt sức sau trận chiến đẩy lùi quân Bách Chê. Dedero nói đúng đấy ạ. Phải mất một khoảng thời gian để họ lấy lại sức. Chuyện này cứ giao cho tướng quân On là được rồi mà. Tất cả im lặng đi. Với hoàn cảnh hiện tại, trận chỉ có thể cung cấp 3.000 quân. Với quân số đó, người có thể lấy lại thành A Đan được không? Nếu gửi tin công chúa trong sạch và thả nàng ấy ra thì mặt tướng nguyện xông pha trận mà. Đan à, bệ hạ đã đồng ý thả nàng rồi. Quay về điện Morion thôi. Chẳng đã đánh đổi bằng điều kiện gì? Hình hứa sẽ lấy lại thành A Đan sao? Chẳng dùng điều kiện đó để ép bệ hạ thả ta ư? Không phải vậy đâu On Đan. Đúng vậy phải không? Chẳng đã hứa như vậy đúng không? Gachin à, ta thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới vào cung. Ta muốn ăn đồ ăn ngon và gặp gỡ mọi người. Sao chàng lại làm vậy hả? Đáng ra chẳng không nên tới chứ. Đủ ngốc. Sao chẳng không nghĩ cho mình vậy hả? Ta ta
Đúng là tên ngốc mà. Chúng ta ra khỏi đây trước đã. Ta không muốn thấy nàng bị nhốt trong ngục đâu. Chẳng đã nói sẽ sống ẩn giật trong núi mà. Nhưng ta không tìm được nơi nào để trốn. Ngoài việc trở về bên nàng, ta không còn lựa chọn nào khác. Xin vệ hạ hãy để tướng quân On quay về đi. Ta sẽ tự mình lấy lại thành Adan. Công chúa, dù sao đáng ra ta vốn bị hành hình, ta sẽ hy sinh mạng sống để giành lại thành Adan. Ai cho phép nàng tự ý làm vậy? Ta mới là người nhận lệnh của bệ hạ. Đây không phải là chuyện tướng quân On có thể quyết định. Ta sẽ đi. Xin bệ hạ hãy ra lệnh. Chuyện này đã quyết rồi. Xin bệ hạ đừng thu hồi mệnh lệnh. Đan à, ta nói ta sẽ đi. Nghe cuộc cãi vã vì sự trung thành này, chấm thấy mình thật may mắn. Rốt cuộc họ đang bí mật bàn bạc chuyện gì vậy? Chẳng có gì bí mật đâu. Lâu lắm rồi hắn mới trở về. Chắc họ có nhiều chuyện để nói lắm. Phụ thân không thấy gì sao? Hắn đường đường chính chính tới để nhận lệnh của bệ hạ đấy. Hắn chỉ có 3.000 quân thôi. Cứ cho là tướng quân On Đan có thể lấy một địch trăm, nhưng giành lại thành Adan là điều bất khả thi. Sao người có thể bình tĩnh như vậy? Lỡ hắn đánh thắng trận này, vậy sẽ cản đường con mu. Vậy phải làm sao đây? Việc này liên quan gì đến con mu? Công chúa được bách tính ủng hộ mạnh mẽ, nếu có thêm sự giúp sức của tướng quân On thì ai có thể cản lại họ? Chẳng phải vẫn còn bệ hạ sao? Bệ hạ sẽ không ngủ im để chúng giành quyền lực đâu. Đáng ra ngay từ đầu không nên giao cho On Đan trọng trách này. Người không cần lo đâu. Hắn sẽ không thể thắng được đâu. Hắn tới đó là chết chắc. Nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm được đâu. Vậy hai người cùng ra trận thì sao? Không thể làm vậy. Không được. Không thể sao? Đúng vậy. Ta không muốn tướng quân On cầm lại kiếm thêm một lần nào nữa. Tỷ có biết tại sao trẫm lại bảo tỷ gọi tướng quân On quay về không? Vì trọng trách mà tiên đế để lại cho ta là thống nhất Tam Quốc. Để có thể làm nên lịch sử, chẳng cần tướng quân On giúp. Thành Adan chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thôi. Chúng ta vừa mới đẩy lùi Bách Chi, lẽ nào bệ hạ lại muốn để đất nước chìm trong chiến loạn sao? Đây là thống nhất Tam Quốc, chứ không phải là chiến loạn. Rõ ràng 3 ngày trước ta đã lệnh cho ngươi phải thay thế những vũ khí đã bị han rỉ và thay các chuôi kiếm đã bị mục cơ mà. Ngươi không thấy chúng bị han rỉ sao? Bọn ta đã cố hết sức, nhưng 3 ngày là quá gấp. Các binh sĩ sắp phải xuất trận rồi. Lẽ nào ngươi muốn họ đánh trận bằng thứ vũ khí han gì này không? Ta sẽ lo chuyện vũ khí. Vì dù sao ngài cũng đâu hiểu rõ tình hình quân sự ở Shinla. Có thấy không? Có thấy không hả? Vì thanh kiếm này quá cùn nên mới không thể giết hắn bằng một nhát chém đấy. Tướng quân, vậy chỉ có dùng kiếm của ta mới tiễn ngươi lên đường được thôi. Kẻ nào dám trái lệnh, dù địa vị cao hay thấp, cũng sẽ bị chém đầu. Muốn ra trận thì phải chuẩn bị đầy đủ. Vâng. Nghe nói ngươi đã giết một vị quan quản lý vũ khí. Đúng vậy ạ. Hắn đã không tuân lệnh sửa lại vũ khí. Đây là một hành động ngông cuồng. Binh lính sắp phải ra trận,
Đây là lúc khích lệ tinh thần binh sĩ, chứ không phải lúc giết người. Phải thiết lập kỷ cương trước, rồi mới nâng cao tinh thần được. Đứng dậy đi. Binh lính của Shinla khác với binh lính của Goguryeo. Một vị tướng quân thì nên hiểu rõ sự khác biệt, từ đó tiến hành chỉ huy chứ. Bệ hạ nói rất đúng. Theo vi thần quan sát, quân Shinla quá lười biếng. Người nói gì cơ? Binh lính Goguryeo không chỉ phải đánh lại Bắc Châu, mà còn phải so kè với Bách Chê và Shinla ở phía nam, có thể nói là bị bao vây tứ phía. Vậy nên từ chủ tướng đến binh lính đều sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Nhưng quân Shinla, câm miệng! Bây giờ ngươi đang sỉ nhục quân của trẫm trước mặt trẫm ư? Bệ hạ đã giao quân lính cho thần phụ trách, thì khi ra trận, thần muốn chiến đấu với những binh sĩ có thể đánh thắng. Nếu bệ hạ thấy quan điểm của thần vô lý, bệ hạ có thể tước binh quyền của ta ngay lập tức. Nếu ngươi nói vậy chỉ để lấy lòng quân trẫm, thì cùng lắm trẫm trực tiếp tước quyền ngươi ngay là được rồi. Tướng quân, hãy giúp trẫm xây dựng một đội quân mạnh mẽ. Mặt tướng nhất định sẽ dốc sức. Tướng quân On Dan đã quay lại thành Pyongyang rồi. Hắn nhận lệnh của bệ hạ, mấy ngày nữa sẽ xuất quân công chiếm thành Adam. Có thể công chúa cũng xuất chinh. Bổn cung lo chúng lại chiếm được lòng dân và chiếm lấy vương quyền. Người hãy mau nghĩ cách đi. Công chúa, ta sẽ viết thư hồi đáp. Người hãy đưa thư giúp ta. Vâng. Nghe nói tướng quân đã chuẩn bị gần xong cho việc ra trận. Ta vừa thấy Tâm Phúc chuyên đưa thư ở thành Pyongyang của nàng. Dạo này nàng vẫn lén chuyển tin đội gián đến Goguryeo sao? Nàng gửi thư cho ai? Để làm gì? Đó chỉ là những tin đội gián thông thường thôi. Những bí mật cần thiêu hủy thế này là thông thường à? Nàng vẫn lén liên lạc với Thái Hậu Chin đúng không? Xem ra đúng là vậy rồi. Ta còn đang nghĩ tại sao Thái Hậu Chin lại đứng về phía ta. Hóa ra bà ta bắt tay với nàng. Nàng vì cứu ta mà hứa sẽ đánh cắp tin mật của Shinla cho bà ta sao? Tướng quân không cần quan tâm đâu. Vậy nội dung bức thư nàng vừa đốt là gì? Mô Dân. Bệ hạ đã hạ lệnh tăng cường bảo vệ kinh thành. Đó không phải tin về công chúa mà ngài muốn nghe đâu. Tiếc thật đấy. Mặt tướng On Dan nhận lệnh của bệ hạ, xuất chinh chiếm tại thành Adam. Chúng thần sẽ giành lại lãnh thổ của Goguryeo và dâng cho bệ hạ. Xin bệ hạ hãy xây dựng quốc gia của mình và một Goguryeo thuộc về bách tính. Trẫm sẽ đợi các khanh chiến thắng trở về. Tuân lệnh! 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 Tuân lệnh!
Ta đã nhận được thư của Thái Hậu. Quân Shinla sắp xuất quân đánh Goguryeo. Thành Adan cũng đã sẵn sàng nghênh chiến. Công chúa và tướng quân On khó có thể sống sót, nên người đừng quá lo lắng. Hoàng tử, con bị sao thế này? Con bị ngã cầu thang. Trời ơi, con không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chảy máu mà là không sao à? Mang khăn và thuốc đến đây. Vâng. Con lại đây nào, con mua. Thân thể của hoàng tử không chỉ của mình con đâu. Sức khỏe của con quyết định vận mệnh của Goguryeo đấy. Tuyệt đối không được để bị thương nhé. Con sẽ ghi nhớ ạ. Mẫu hậu, mẹ hạ đang chờ con ạ. Được rồi, con đi đi. Nhảy lên nhảy xuống cầu thang trước chính điện vui lắm đúng không? Hồi bằng tuổi đệ chậm cũng hay chơi ở đó và cũng bị thương nữa. Hoàng huynh cũng vậy sao? Đúng vậy. Hoàng tỷ Piêng Găng tuy là nữ nhưng có thể nhảy được 6 bậc một lần đấy. Vậy nếu hoàng tỷ và tỷ phu xuất trận thì thành Adam sẽ sớm thuộc lãnh thổ của Goguryeo thôi. Không dễ vậy đâu. Chúng ta hãy cầu nguyện để ông trời phù hộ cho họ. Dù không có ông trời phù hộ, hoàng tỷ và tỷ phu cũng sẽ chiến thắng thôi. Vì họ chiến đấu bằng sự trung thành với Goguryeo và hoàng huynh mà. Trung thành. Quyển sách ở đây đâu rồi? Vừa nãy hoàng tử mang đi rồi ạ. Cái gì? Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu học từ đâu đây? Thư gì thế? Mau đưa cho ta. Các người còn gây ra đó làm gì? Bắt bà ta quỳ xuống. Bệ hạ, bệ hạ, người không thể làm như vậy. Mẫu hậu, con mưa à? Hoàng tử tránh ra đi. Nhanh lên. Người là quốc mẫu của Goguryeo, vậy mà lại thông đồng bán nước với Shinla sao? Lẽ nào người không thấy có lỗi với tiên đế sao? Đúng là bổn cung đã phạm phải một tội ngu ngốc. Nhưng ta làm thế là vì bệ hạ. Cái gì? Vì chấm sao? Nếu công chúa và tướng quân On thắng trận thì sao? Lúc đó họ không chỉ có được lòng dân mà còn âm mưu lật đổ bệ hạ. Trước đây bệ hạ cũng cảnh giác với ý đồ mưu phản của công chúa mà. Cầm miệng đi. Người đã bắt tay với chúng khi cô còn đến đây làm sứ giả phải không? Vậy nên người mới đề nghị tha mạng cho hắn. Chuyện đó, tội này đúng là tội khó dung thứ và ta xứng đáng bị xử trảm, thưa bệ hạ. Nhưng thưa bệ hạ, bà ta không chỉ là hoàng hậu của tiên đế mà còn là mẫu hậu của hoàng tử. Vậy nên tội của bà ta càng nặng thêm một bậc. Bệ hạ, thần nguyện trả giá cho tội lỗi mà thái hậu phạm phải. Xin người hãy lấy đầu của thần đi. Phụ thân, buông ta ra.
Đối với một người cha không đủ tài trí cũng như đạo đức như thần, Nương Nương chính là niềm kiêu ngạo duy nhất. Trước khi thành thái hậu, Nương Nương chỉ là con gái của thần, là phụ thân của Nương Nương. Thần xin nguyện chịu tội thay, xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ, nếu hành quân cả đêm thì sẽ đến được thành Adan lúc bình minh. Phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức chiến đấu. Chúng ta cứ nhanh chóng lên đường, thời gian còn lại để binh lính ngủ một giấc no say. Tình hình phòng vệ thành Adan thế nào? Phòng vệ cửa đông và cửa tây là nghiêm ngặt nhất. Vậy quân tiên phong hãy đột nhập từ hào nước ở cửa đông. Một khi phá được cổng thành, hãy lập tức tấn công vào đại bản doanh. Tướng quân Gu, Chin và tướng quân Sa hãy phụ trách việc này nhé. Vâng. Quân lính đang nhìn đấy. Vậy nên ta mới tựa vào chàng chứ. Hãy để họ nghĩ rằng công chúa và tướng quân rất ân ái. Như vậy họ sẽ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Gajin, bình thường nàng rất thông minh lanh lợi, nhưng đôi khi cũng ngốc nghếch lắm. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Về chuyện gì? Chúng ta nên sinh con gái trước, để nó có thể giúp ta việc nhà, rồi mới sinh vài đứa con trai. Đứa út chắc sẽ dễ thương nhất, nên hãy sinh con gái nhé. Nàng nghĩ ra quá đấy. Chúng ta vốn rất yêu nhau mà, giờ chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi. Này, đằng kia kìa, nhanh lên. Trời ơi, là sâm núi, chẳng mau qua đây đi. Là sâm dại có vị như rễ hoa chuông à? Chẳng im ngay đi, ta bảo đây là sâm núi thì nó là sâm núi. Trời ơi. Cho chàng này. Ăn xong sâm núi rồi hãy cố lên nhé. Đan à, đừng sợ. Chỉ cần chàng ở bên là ta không sợ gì cả. Ngày mai sau khi lấy lại được thành Adan, chúng ta sẽ giao lại mọi chuyện cho Chin và Punggye và cùng nhau rời khỏi đây nhé. Ta biết. Ngày mai sẽ là lần cuối cùng ta cầm kiếm của cha ta. Đã chuẩn bị xong cho trận chiến chưa? Rồi ạ. Binh khí và ngựa chiến cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhuệ khí của quân lính cũng hơn trước rất nhiều. Chỉ cần chờ người ra lệnh, chúng thần sẽ ra trận ngay lập tức. Nhưng đó không phải là điều mà trẫm nghe được. Trẫm nghe nói tướng quân Go nhận tâm bắt ép quân lính, khiến họ vô cùng oán giận. Trước đó, chuyện giết một vị quan quản lý binh khí cũng vậy. Thần phải hy sinh những thứ nhỏ vì đại cục ạ. Nhưng một người coi trọng đại cục như ngươi, liệu có ôm cảm xúc cá nhân hay không? Ý bệ hạ là gì ạ? Trước đây tướng quân Cơ yêu công chúa Piêu Găng sâu đậm. Yêu ư? Tướng quân Gu quyết tâm đánh bại Goguryeo như vậy là để có được công chúa. Đó là lý do duy nhất để hắn làm vậy. Cái mạng hèn của tiểu nhân nhờ thánh ân của bệ hạ mới có thể giữ lại được.
Để đền đáp ân huệ của người, thần quyết định nói thật bằng tất cả lòng trung thành. Trước khi trận chiến xảy ra, đó là vu khống. Tuy thần không biết kẻ nào đã nói vậy, nhưng đây chắc chắn là thủ đoạn nhằm hạ nhục thần. Vậy ngươi thật sự không còn tình cảm với công chúa Pyeonggang sao? Rất lâu trước đây, thần đã dạy võ cho công chúa. Nhưng vì hoàng thất và gia tộc của thần có mối thù sâu đậm, nên chúng thần đã thành kẻ thù. Vậy chuyện liên hôn với hoàng thất đã bị hủy bỏ thì sao? Người là ứng viên tiềm năng cho vị trí phò mã, nhưng công chúa lại chọn Ondan. Là một nam nhân, chắc chắn ngươi sẽ hận thấu xương. Nếu ngươi không còn tình cảm gì với cô ta, thì trẫm sẽ tin lời ngươi nói. Nhưng đồng thời, trẫm sẽ thu hồi quyền chỉ huy của ngươi. Bệ hạ, ý ngươi là lần sau trẫm sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng hơn. Vậy ai sẽ chỉ huy quân đội đây ạ? Chấm sẽ tự mình ra trận. Bệ hạ sao có thể? Chấm rất muốn giao chiến với một kẻ trên chiến trường. Vì vậy, chấm sẽ đích thân tới thành Adan. Bệ hạ muốn tới thành Adan ư? Binh lính của Goguryeo sắp tấn công thành Adan. Ngay cả Ondan và công chúa Pyeonggang cũng sẽ cùng nhau ra trận. Giờ ngươi đã hiểu chưa? Nếu ngươi không còn tình cảm với công chúa thì không nên ra trận lần này. Sao nào? Nàng tới đây để nhìn bộ dạng thảm hại này của ta sao? Ngài sẽ có cơ hội khác thôi. Cái gì mà cơ hội khác chứ? Không còn cơ hội nào nữa đâu. Nàng đừng có nhắc tới cơ hội khác với ta nữa. Ngài có thể tùy ý nổi giận với ta. Ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả. Quân tiên phong đã công phá cửa đông. Trước khi quân chủ lực của chúng chặn cửa đông, chúng ta phải tiến vào thành. Các người đến đây để sống sót sao? Chúng ta đến để thắng. Các người sẽ thua trận rồi mất mạng sao? Chúng ta sẽ sống và chiến thắng. Các chiến binh dũng cảm của Goguryeo, tiến lên!